Dự phong vốn là một cái thích thám hiểm mạo hiểm giả, từng nhiều lần tiến vào không người đất thám hiểm du ngoạn, không cẩn thận chết ở một cái cổ quái địa phương. Dự phong tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đi tới một cái ngự thú thế giới. Chương 1 Trùng sinh ngự thú thế giới làm học sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 02 Thứ hai cái ngự thú thiên phú, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Ta sủng thú lựa chọn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Thành thị sủng thú gây giống trung tâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Thần Mộc Viên bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Sẽ không sợi đằng thần một viên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Liền quyết định là ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Thích hợp nhất vật thí nghiệm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 09 Đến từ Lý Hồng Xạ đề nghị. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Huyết mạch cường hóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.